Hello anh em, trong video này mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mà được rất là nhiều bạn comment trên kênh YouTube của mình yêu cầu mình mua và review thử. Một sản phẩm thuộc về thời trang, đó là cái ba lô. Nhưng mà không phải là ba lô bình thường nhá, ba lô này rất là đặc biệt. Nó đầu hình con hổ, rất là hổ báo luôn. Đây, ba lô đầu hổ size lớn, thì loại này có hai size nhá, một size nhỏ size lớn. Ba lô đi phượt, hình thú, hổ vàng, thì có màu vàng và màu trắng. Mình thấy có vẻ màu vàng đẹp hơn. Giá khoảng 400.000 nhá. Cái này mình ăn mã giảm giá Lazada thôi. Trời ơi, giống thật vãi cả trưởng luôn. Hộp to quá nên mình phải quay ở dưới sàn nhà. Anh em thông cảm. Không quay được trên bàn. Ui, giống thật vãi. Nhìn ghê vãi ta. Ơi, link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhá. Đó, và ba lô đầu hổ. Kinh gì không? Em nói kinh gì không? Trời ơi, nhìn này khiếp sợ luôn. Tí nữa dọa thử con mèo xem nó có sợ không nhá. Đó, nhưng mà mắt của nó hơi hiền này. Đó, mắt rất là trong. Mắt này yên, mắt mấy con gấu bông ấy. Trời ơi, đeo ba lô này đi học là mình chất chơi người rơi chứ. Đậm chất trẻ trâu luôn. Đó. Loại này là loại lớn nhá, còn một loại nhỏ hơn nữa. Cái vải nó sờ rất là mềm mịn. Mịn. Nói chung là giống gấu bông. Anh em nào nhà có gấu bông thì sờ gấu bông thì sẽ biết đến cảm giác này. Đó. Đó. Rồi, tai. Tai của nó êm lắm. Cực kỳ êm luôn. Thiết kế giống chất liệu của gấu bông thôi. Cả cái tai cũng thế. Đó, hai cái tai. Ui ui. Trời, giống thật vãi. Nhìn cứ sợ sợ ấy. Đấy, một cái hổ mà như kiểu mình sờ vào đầu con hổ. Đấy, vuốt ve em nó các kiểu. Râu đây. Đấy, có hết, đầy đủ hết. Cả râu này. Mũi này. Mồm này, giống thật thật. Rồi, lông này. Đấy, rất là mượt, sờ rất là thích. Đằng sau nhá, đằng sau thì là cái ba lô đây. Ở đây có cái móc này. Đấy, một là chúng ta đeo quai, hai là chúng ta cầm trên tay, móc trên tay để cầm. Và sau trải dài này, kích cỡ ba lô khoảng 20-40 cm nhá. Mở ra này, có cái khóa này. Đó. Kéo khóa. Khóa hoàn thiện khá là tốt. Đây, cái đầu khóa này hoàn thiện khá ổn. Đó. Mở ra bên trong. Như vậy là cái ba lô này không rộng lắm nha anh em. Đó, bên trong là một cái lớp vải kiểu rất là khó rách. Lớp vải trắng này, bên trong này. Ở giữa là xốp, miếng xốp. Bên ngoài là lớp vải bông. Miếng vải này cũng rất là khó rách. Mình sẽ đựng thử cái đống này cho anh em xem có vừa không nhá. Đó, cả máy chơi game, điện thoại, laptop với cả vở, iPad. Đầu tiên là iPad đi. Đây. Ok, iPad. Đựng thêm sạc dự phòng. Điện thoại. Vở. Đó. Thêm cái máy chơi game. Máy chơi game này cũng khá là to, tốn diện tích. Khóa lại. Sắp xếp nó hơi bừa bộn nên hơi khó khóa. Đó. Rồi, được tắt rồi. Cũng còn thoải mái đấy. Nói chung là đựng sách vở thì ok, thoải mái. Đó, và chúng ta sẽ đeo lên như này. Hoặc là cầm lên như này. Cái quai của nó thì đây, quên chưa giới thiệu cái quai cho anh em. Đó, anh em có thể điều chỉnh được dài rộng phù hợp với đủ tiêu chuẩn với mọi anh em luôn. Đây. Trời. Chết đâu. Giờ mình sẽ đeo lên cho anh em xem. Thank you.
đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm ba lô đầu hổ đặt trên Lazada. Link mua mình sẽ để dưới video này. Các bạn cảm thấy video hữu ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm này comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Cái này mang ra đường có dọa được trẻ con nhỉ? Dọa người lớn cẩn thận bị ăn đòn sấp mặt luôn đấy. Các bé thì chắc chắn là sẽ rất thích sản phẩm này rồi.